Chiêu mộ hạn giờ này anh em ơi. Đây, ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được vị tướng mới đẹp đẹp là Enzy anh em nhá. Và chắc chắn để đổi được những cái vé chiêu mộ giới hạn này thì chúng ta cần phải tích lũy kim cương lại anh em nhá. Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game siêu anh hùng đại chiến. Và hôm nay là bước sang ngày thứ 5 rồi anh em ạ. Hôm nay ngày thứ 5 thì chúng ta có một cái sự kiện chiêu mộ hạn giờ thì ôi giời quá không ngờ là mình cứ tưởng nó phải một tuần thì nó mới ra tướng mới, ai ngờ đâu mới ngày thứ năm thôi nó đã ra tướng mới rồi, và đúng vào ngày chủ nhật luôn, thế mới căng thẳng chứ. Ở đây thì chúng ta có thể chơi mộ được vị tướng Enzy. Nói chung là mình không biết là vị tướng này ở trong bộ nào nữa và mạnh yếu như thế nào. Anh em nào đã chiêu mộ được ra rồi thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Đây Enzy đây, chỉ biết đọc thông tin đây thôi. À, quốc vương của Ma Đạo Quốc này hoặc Tân Thế Giới à hả? Ủa, Tân Thế Giới mà sao giống trong One Piece vậy? Nhưng mà không giống lắm. Tướng này. Cái gì đây? Thuộc chủng tộc Overlord này. Các chiêu hồn sư niềm khao khát ma thuật mãnh liệt, có khả năng sử dụng ma thuật điêu luyện cơ thể bất tử cho phép Enzy phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Thì để mình xem vị tướng Enzy này mạnh hay không đã. Đấy. Thì sau đấy thì mới chia sẻ cho anh em được. Ok chưa? Nhưng mà từ từ nhá. Thì anh em biết đấy, chắc là nhiều anh em sẽ thắc mắc là kim cương ở giai đoạn đầu chúng ta làm cái gì, thì lúc đầu mấy hôm đầu mình cũng chả biết đâu. Mình cứ dùng để mua thể lực với cả thậm chí là vào đây để chiêu mộ cao luôn. Thế nhưng mà bây giờ mình biết là trong phần chiêu mộ hạn giờ này, mỗi lần sự kiện ra thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi quà. Và anh em thể tích lũy tối đa là 30k kim cương. 30k kim cương thì chúng ta sẽ đổi được 100 cái vé chiêu mộ giới hạn. Bởi vì sao lại thế? Bởi vì 3.000 là được 10 vé mà nhân 10 lên thì chỉ được là 100 vé thôi. Rất giảm như vậy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng quốc ATM để có thể là đổi thêm được rất là nhiều vé nữa. Đó là như vậy nha. Còn cái tỷ lệ đây thì phải 200 lần thì mới đảm bảo nhận được anh hùng kỳ này. Tức là ít nhất ở trong này anh em phải tích lũy được 30k kim cương là 100 vé này. Tiếp theo là 499 có 40 vé nữa. Đúng không? Và số giới hạn đổi là 10. Càng đấy, tức là gần 5 củ đúng không? 5 củ thì sẽ được hơn 400 vé. Nếu như anh em mà là bình thường đây, để mình xem 200 vé này, 40 này, 70 này, 70, 90, 90 đây là 100. Tức là tròn 200 vé thì chắc chắn là sở hữu được NG. Thì 129 là 249. Cho là 130 này, 250 là 308, 308 cộng 400, 708, 708 cộng 500 là 1.3 triệu. Cứ cho là 1.3 triệu thì chúng ta cộng thêm với cả 30k kim cương nữa thì sẽ sở hữu được vị tướng Enzy. Còn nếu không thì cũng căng thẳng đấy nhỉ. Nhân đôi lên là khoảng 2.6 triệu, 2.5 triệu gì đấy. Thì mình sẽ sở hữu được cái vị tướng này anh em nhá. Ok, miễn phí một lần này, biết đâu ra luôn thì sao. Có chuyện đó đâu anh em ạ. Thì để mình xem nhé. Nếu như mà mình check qua về một chút skill của vị tướng này đấy, rồi thì tham khảo xem là một số những anh em khác chơi như thế nào. Nếu như mà nó mạnh thực sự thì mình cũng sẽ all in vào đây để mình nạp lấy vị tướng này luôn. Rồi để mình xem. Bị động là cái gì? Vô pháp sư, tăng tỷ lệ giảm sát thương cho bản thân này, tăng 20% công. Bị động này cũng có tăng công. Ủa, lần đầu tiên mình thấy có một cái bị động tăng 20% công nha anh em nha. Bởi vì thông thường chỉ có mỗi một cái skill bị động tăng đây là 7% công kích cái này, nhưng mà đây là có một cái skill này tăng tận 20% tấn công là cao đấy. 5% phòng thủ là 10% tỷ lệ đỡ đòn nữa. Nếu sinh lực bản thân dưới 50% thì sẽ nhận 15% giảm sát thương tuyệt kỹ. Khắc chế vào mấy cái em kiểu kỹ năng như này này. À đâu, không phải. Sát thương tuyệt kỹ tức là khắc chế tất. Đây này, tuyệt kỹ là cái đây này. Ui. Được nhỉ. Khi tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi cho bản thân 10. Ôi ngon. Bởi vì tại sao ở thời điểm hiện tại khi mình thấy trong cái danh sách list tướng bây giờ là rất hiếm những vị tướng nào đánh mà có khả năng hồi phục. Thành ra là bị mấy cái tướng nó kiểu hồi sinh ấy, nó khả năng hồi sinh nó dã cho thì thôi, ối dồi ôi luôn anh em ạ. Thì thành ra vị tướng này có khả năng hồi phục này. 15% sinh lực tối đa là ngon đấy anh em ạ. Ôi ôi, được nhờ. Phải cái chứ. Xem skill bí kỹ nào. Tấn công một mục tiêu thôi. Nếu mục tiêu có sinh lực hiện tại nhiều hơn 50% thì sẽ giảm 15% công kích của địch trong 3 lượt. À, thế nếu như thằng này mà nó tăng một tốc độ là nó hợp lý này anh em này. Cần thêm một bộ liên quan đến tốc nữa thì được đánh trước nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mục tiêu có sinh lực hiện tại ít hơn 50%, giảm 15% công kích của địch. Dưới 50% cũng được. Thế thì cứ all in vào công thôi. Mình tưởng là nếu chỉ trên 50% á thì mình nên tăng vào tốc độ một chút để mà được đánh trước khi máu nó trên 50%. Nhưng mà dưới 50% cũng có hiệu ứng thì thôi, tăng vào công kích cho nó ngon. Tuyệt kỹ để tấn công toàn bộ phe địch này. Ui, 300% sát thương. Wow, tấn công toàn bộ kẻ địch mà gây được 300% sát thương là nhiều ấy.
khi sử dụng sẽ mất 15% sinh lực hiện tại của bản thân, tăng 20% tỷ lệ bạo kích trong 3 lượt. À, nếu sinh lực bản thân dưới 50% thì sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích nữa. Tức là tối đa nếu như sử dụng skill này trong trường hợp mà máu nó thấp á, thì sẽ tăng được 40% tỷ lệ bạo kích. Ôi, thế thì con tướng này cứ all in một công thôi nhỉ, bởi vì tỷ lệ bạo kích của nó đã rất cao rồi. Nếu sinh lực bản thân dưới 20%, hồi 10% sinh lực tối đa. Wow, căng đét nhỉ anh em nhỉ. Chắc là lần đầu tiên dưới chứ đúng không? Cái này mình nghĩ là, à không, cứ sử dụng skill tuyệt kỹ mà dưới 20% là được 10% hồi lại máu, căng phết nhỉ. Tiêu kẻ thù này. Nhìn chung là kỹ năng đọc lý thuyết là như vậy anh em nhé. Để xem thử hiệu ứng như nào. Đây. Wow. Mắc pinh vậy. Skill đẹp vãi nhái anh em ạ. Wow. Được cái chư nhỉ. Skill bí kỹ sao nào. Múc mày luôn này. À. Ok á. Không biết là anh em nào có tướng này rồi, test thử cho mình biết nhỉ, xem mạnh mẽ thực hư như thế nào. Hoặc không thì anh em chờ mình nhá. Mình sẽ kiếm thêm lúa gom lại để all in vào con tướng mới này. Thì đấy, nhìn chung là dù chiêu mộ giới hạn hay là anh em tích lũy, thì anh em cũng nên tích lũy sẵn kim cương đi. Đấy, bởi vì là chúng ta sẽ có thể đổi được. Lấy mấy cái sự kiện trong này thì biết đâu đấy là trong 100 vé chúng ta cũng có thể là ra được rồi. Thì lại ngon lành cành đào quá, đúng không? Ok. Còn cái vé này thì mình cũng không biết là như thế nào nhỉ. Cái vé này có mỗi một đợt sự kiện thì nó có thay đổi không? Chắc là không nhé. Vé chiêu mộ hạn giờ này. Thế thì anh em nên tích lũy 60k kim cương rồi. Để mà sở hữu được vị tướng này thì ôi dồi ôi đấy. Nếu như cày chay không nạp nha, thì phải có 60k kim cương. Bởi vì đợt, ví dụ như đợt này anh em đổi lấy 100 vé, xong đợt tới lại đổi thêm 100 vé nữa, thì chúng ta mới chắc chắn là ra được một vị tướng đấy anh em nhé. Nghe vẻ là cái chay cũng hơi khoai đúng không anh em, để mà sở hữu được vị tướng này. Nhưng mà thường là những vị tướng giới hạn đấy thì nó mạnh là đúng rồi, thì giá này nó phải tương xứng với cái sức mạnh của nó. Và thêm vào đấy nữa là nếu như anh em mà muốn sở hữu những cái vị tướng này thì mình nghĩ là ở thời điểm về sau á, thời điểm về sau thì nó thường là một số những cái vị tướng mà nó cũ rồi đúng không, để nó ra mắt vị tướng mới, thì những cái vị tướng này nó sẽ vào trong cái phần chiêu mộ cao cấp ở trong này này anh em này. Đấy, thì lúc đấy chúng ta có thể là sở hữu. Theo mình nghĩ là như thế nhá. Chưa bởi vì là game mới ra được 5 ngày cho nên là mình dựa vào kinh nghiệm mà mình chơi những cái tựa game tương tự thôi. Đó, thì mình sẽ chiêu mộ trong phần cao cấp, nhưng thời điểm hiện tại để mà sở hữu được luôn mạnh mẽ để một đua top thì bắt buộc là chúng ta cần phải có 30k kim cương cộng thêm với lại cây quốc ATM 1.3 triệu, hoặc nếu như mà không có 30k kim cương thì phải có tầm 2.5 triệu, 2.6 triệu anh em nhá. Ok, thì anh em thấy như thế nào? Ý kiến ra làm sao? Để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game siêu anh hùng đại chiến anh em nhá.